Xin chào mọi người. Thiếu gia ra tù liền vô địch tập 27. Trong chủ đường lập tức ồn ào. Thằng xuất sinh kia gan to bằng trời sao, còn dám đến nhà Tần chúng ta sao? Thật sự cho rằng nhà Tần chúng ta không dám đập tới hắn sao? Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Người nhà Tần châu đầu ghé tai, ai nấy đều căm phẫn. Tần Bách Phong càng tức giận hơn. Cha, lúc này thằng xuất sinh kia đến nhà Tần chúng ta, rõ ràng là tới chiêu khích, im miệng. Tần Dĩnh khoát tay ngắt lời, lập tức dặn dò lão quản gia đưa hắn vào. Không cần, tôi tự biết đường đi. Một giọng nói díu cợt truyền đến. Đám người nghe thấy tiếng thì nhìn lại, chỉ thấy một Lý Vũ mặc áo Tôn Trung Sơn đi vào. Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Ồ, có nhiều người như vậy sao? Cậu chủ tôi sao không quanh co lòng vòng nữa? Lý Vũ nhìn đám người xung quanh một chút. Từ giờ trở đi, nhà Lý chúng tôi chính thức tuyên chiến với nhà Tần các người, không chết không thôi. Lời nói khiến bốn phía kinh ngạc. Lúc Lý Vũ vừa nói ra, một đám thành viên nhà Tần đều hai mặt nhìn nhau. Cho dù là Tần Chính cũng có hơi khó tin nổi. Khai chiến sao? Tần Bách Phong cười lạnh. Nhà Lý các người kinh người quá đáng. Thực sự cho rằng nhà Tần tôi sợ các người hay sao? Đường làm quan của con trai ông ta cũng xong rồi. Ông ta thực sự không kiêng dè gì nữa. Ước gì nhà Tần có thể không để ý tới nhà Lý mới tốt. Nhưng suy nghĩ của Tần Bách Long lại hoàn toàn ngược lại. Ông ta mới bị khuyên nhủ. Lý Vũ, có phải cậu có hiểu lầm gì với nhà Tần chúng tôi hay không? Hiểu lầm sao? Lý Vũ cười lạnh một tiếng. 3 năm trước đây, nếu như không phải nhà Tần giật dây bắt cả và anh họ của anh, bản thân sao có thể trở thành nam chính trong vụ án Phong Lưu chứ? Hiểu lầm hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là lời tôi đã nói ra. Lý Vũ ngang ngược nói. Cứ việc phóng người tới, nhà Tần chúng tôi theo tới cùng. Tần Bách Phong vẫn đang kêu gào, anh cả. Tần Bách Long không khỏi quát lớn một tiếng. Nếu chúng ta khai chiến với nhà Lý, kết quả sau cùng chỉ có thể hai bên cùng bị thương. Anh không thể không quan tâm cả nhà bởi vì chuyện của Hạo Nhiên. Em hai, lời này của em là có ý gì? Tần Bách Phong vốn đang tức giận. Bây giờ thấy em trai bình thường cung kính với mình có thừa lại ranh dậy mình. Trong lòng bỗng nhiên có loại cảm giác hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Tần Bách Long còn muốn nói gì đó. Đúng rồi, Tần Chính vỗ mạnh bàn bắt mạnh nó ra. Tất cả đều ra ngoài cho tôi. Lần này Tần Bách Phong và Tần Bách Long đều không dám nói gì nữa. Lần được rời khỏi nhà chính cùng tộc nhân của mình. Mặc dù Tần Chính không mời Lý Vũ ngồi xuống, nhưng ông ta không mời không có nghĩa là Lý đại đương gia của chúng ta sẽ đứng được ra đó. Anh tìm ghế dựa ngồi xuống, bắt chéo hai chân, thuận tiện còn ngậm điếu thuốc. Mọi thứ đều được Tần Chính nhìn thấy trong mắt. Mặc dù sắc mặt khó coi nhưng vẫn không tức giận. Khai chiến với nhà Tần chúng ta, đây là ý Lý Định Quốc sao? Không, là ý của tôi. Lý Vũ nói thẳng. Ý của cậu sao? Bỗng nhiên Tần Chính cười lạnh rồi chất vấn. Cậu có thể thay mặt toàn bộ nhà Lý sao? Vừa nghe được lời này, Lý Vũ dùng một loại ánh mắt như nhìn kẻ ngốc, nhìn chằm chằm Tần Chính. Đời thứ tư nhà Lý chỉ có một dòng độc đinh là tôi. Ông cảm thấy tôi còn không thể thay mặt sao? Tần Chính bị lời này làm á khẩu không đánh lời được. Có điều tôi cũng có thể nói cho ông biết, tuyên chiến với nhà Tần ông, ngoài ông nội tôi thì còn có ông cố tôi cũng ủng hộ. Lý Vũ cười ha hả nói ra. Lúc mà Tần Chính nhớ thành một chữ xuyên, vẻ mặt khó tin nói ra. Cả nhà các cậu có phải đi hay không? Kết quả khai chiến của chúng ta sẽ chỉ hai bên để bị thương, vô cớ làm lợi cho mấy gia tộc lớn khác mà thôi. Chúng tôi đương nhiên hiểu rõ điểm đó. Các người biết còn muốn làm như vậy sao? Tần Chính càng thêm khó hiểu. Trước cuộc là ai điên chứ? Lý Vũ vốn định trực tiếp chất vấn đối phương có phải điện chủ điện kỳ lên hay không, nhưng sau đó lại lo lắng hắn sẽ không thừa nhận, rồi từ đó đánh đánh đầm cỏ. Cuối cùng anh vẫn nhìn xuống. Ánh mắt Tần Chính nhìn chằm chằm anh nói ra. Tôi khuyên các người tốt nhất bình tĩnh một chút, nếu có hiểu lầm gì đó có thể thương lượng lại. Một màn này thực sự có hơi buồn cười. Tiền đồ cháu của ông ta hoàn toàn bị hủy hoại bởi vì Lý Vũ. Theo lý thuyết nên là nhà họ Lý tới nhận lỗi nhà Tần bọn họ mới đúng, nhưng bây giờ nhà Lý vậy mà đánh đòn phủ đầu. Việc này rất không thích hợp. Tần Chính không khỏi hoài nghi nhà Lý có phải sợ nhà Tần tìm họ tính sổ hay không, cho nên cố ý dùng mánh lưới tới khai chiến hù dọa ngược lại ông ta. Lão già, chuyện cho tới bây giờ ông còn muốn giả vờ trước mặt tôi sao? Bỗng nhìn Lý Vũ đổi chủ đề. 3 năm trước nhà Tần các ông đã khiến ông đây dính vào vụ án Phong Lưu Hoàng Thành, từ đó ngồi tù 3 năm, còn xém chút khiến nhà họ Diệp cả chết lưỡi rách với chúng tôi. Lẽ nào đây cũng là hiểu lầm sao? Không nói những chuyện khác, đời này cháu trai Hạo Nhiên của tôi đã bị hủy hoại, tôi vẫn chưa tìm nhà họ Lý các cậu tính sổ đâu. Mặc dù ánh mắt Tần Chính sắc bén nhưng cũng dám nhìn về phía Lý Vũ.
Bởi vì trong lòng ông ta hiểu rõ, sau khi cha con Lý Tu bốc hơi khỏi dân gian, thì nhà họ Lý tám phần đã biết đầu têu sau màn lúc trước bày ra vụ án phong tình chính là nhà Tân bọn họ. Cho nên ông ta có hơi chột dạ. Ông đây cho là ông tính cái rắm, chúng ta trực tiếp khai chiến là được rồi. Lý Vũ nói xong còn muốn đứng dậy rời đi. Đợi đã, mắt thấy đối phương thái độ cứng rắn, chân mày tình tính nhíu chặt hơn. Có rắm, mau thả đi. Giọng điệu Lý Vũ vô cùng ngang ngược, tình tính cô đánh giật, giọng điệu trách lạnh. Thay tôi chuyển một câu cho ông đội cầu. Lý Vũ hiếp bắt lại, tình tính gành từng chữ một. Mặc dù nhà Lý cắt cầu có ông cố Lý canh giữ, nhưng tới đó cũng đừng tưởng rằng mình thực sự là gia tộc hạng nhất gì. Nếu như ông ta vẫn muốn khư khư cố chấp, cuối cùng ngã xuống tuyệt đối không phải là nhỏ tình chúng tôi đâu. Ngày nói như thế, trong lòng Lý Vũ càng thêm kết luận Tần Chính chính là người vu giáo. Rửa mắt mà đợi đi, thăm dò có kết quả rồi, Lý Vũ cũng không lãng phí thời gian thêm ở đây nữa. Anh rời khỏi nhà Tần, đưa mắt nhìn bóng lưng anh rời đi, ngón tay Tần Chính gõ lên mặt bàn, không nhìn ra trong lòng ông ta đang nghĩ cái gì. Bên kia, Lý Vũ rời khỏi nhà Tần, một mình đi thẳng tới sân bay, bao hết một chiếc máy bay chuyên dùng bay về phía Tuyên Thành. Hơn 2 tiếng sau, lúc anh từ sân bay trở về, một chiếc Maserati ngừng ở trước mặt anh. Lý Vũ lập tức khẩy giật mình, bởi vì anh đã thông báo xóa đen đến đón mình, không ngờ vậy mà lại là Trần Thanh Giao. Ngồi lên ghế phụ, Lý Vũ theo bản năng lấy thuốc lá ra châm lửa. Trần Thanh Giao nhanh chóng kéo kính xe xuống, rồi lấy tay che mũi, bất mãn nói ra: có thể đừng hút thuốc trong xe của tôi hay không? Lý Vũ khẩy giật mình, tinh tế đánh giá đối phương vài lần rồi hỏi ra: cô là Trần Thanh Tuyết sao? Trần Thanh Tuyết liếc mắt tức giận nói: cậu cả Lý đúng là quý nhân, quên nhiều chuyện, mấy ngày không gặp đã hoàn toàn quên một người. Lý Vũ sặc khói một cái, vội vàng vứt điếu thuốc, ngại ngùng cười nói: đừng hiểu lầm, tôi tưởng cô là Thanh Giao. Trong hai chị em Trần Thanh Tuyết và Trần Thanh Giao, quan hệ người sau hòa hợp với anh hơn một tí, mà Trần Thanh Tuyết luôn là dáng vẻ lạnh lùng, để người tránh xa ngàn dặm, sao Lý Vũ sẽ nghĩ tới đón anh sẽ là nữ tổng giám đốc như núi băng này chứ? Giải thích chính là che giấu. Trần Thanh Tuyết khẽ hừ một tiếng, muốn đạp chân ga. Đợi đã, bỗng nhiên Lý Vũ thốt lên. Trần Thanh Tuyết nghiêng đầu nhìn lại, đang muốn mở miệng. Trong tay Lý Vũ xuất hiện một cây kim châm và một cây ngân châm, động tác lưu loát đâm vào giữa lông mày Trần Thanh Tuyết. Anh muốn làm gì? Trần Thanh Tuyết khiếp sợ, không dám nhúc nhích lung tung. Lý Vũ cười ha hả: hai chị em cô thật sự quá khó phân biệt, tôi đánh dấu cho cô, lần sau sẽ không nhận lầm. Trong lúc đang nói chuyện, đan điền của anh vận khí, luồng khí kình từ lòng bàn tay truyền vào trên hai cây kim, cuối cùng tiến vào giữa lông mày Trần Thanh Tuyết. Một đốt rùi duyên màu đỏ trở nên như ẩn như hiện, da thịt Trần Thanh Tuyết trắng nõn, bỗng nhiên cộng thêm nốt rùi duyên màu đỏ này giống như nét bút vẽ rồng điểm mắt, khiến cho khi chất cả người cô có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Được rồi, sao là tôi sẽ không nhận lầm nữa. Lý Vũ thu hồi hai cây kim, rất hài lòng với kiệt tác của mình. Trần Thanh Tuyết soi vào gương, nhìn thấy nốt ruồi duyên xuất hiện chỗ lông mày của mình, trong lòng vừa sợ vừa ngạc nhiên. Có phải cảm thấy mình xinh đẹp hơn rồi không? Lý Vũ cười hỏi. Trần Thanh Tuyết nghiêng đầu nhìn lại, ngay cả chính cô cũng phát hiện ra ánh mắt nhìn về phía Lý Vũ mang theo chút yêu thương. Không khí trong xe bỗng trở nên có chút khá vi diệu. Lý Vũ hắng giọng một cái để ra: cái đó chúng ta đi thôi, đi tới công ty trước một chuyến đi. Trần Thanh Tuyết lấy lại tinh thần, trên mặt lạc yên đỏ bừng, có lập tức nhanh chóng nổ máy xe. Sau 17 phút, hai người đã về tới khoa học kỹ thuật Vân Dương. Xóa đèn đã sớm chờ dưới lầu công ty, mắt thấy Lý Vũ xuất hiện lập tức nghênh đón. Đại đơn gia là tổng giám đốc Trần tự mình muốn đi đón cậu đấy hả? Nghe nói như thế, Lý Vũ hơi liếc Trần Thanh Tuyết một cái, người kia không dũng khí nhìn thẳng vào anh, hình như là đang thẹn thùng. Thấy một màn này, Lý Vũ hoàn toàn kết luận người phụ nữ này đã hoàn toàn thất thủ, không tự chủ mà yêu anh. Buổi tối ông nội tôi bảo anh về nhà ăn cơm, còn có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với anh đó. Đấy là một câu Trần Thanh Tuyết đi giống như chạy trốn. Xóa đen cười nhạt: đại đơn gia, sau này e rằng tôi không thể gọi tổng giám đốc Trần nữa, phải đổi giọng gọi là chị dâu Trần. Ồ, thằng nhắc cậu từ lúc nào trở nên hài hước như thế rồi thế? Trong ấn tượng của Lý Vũ, từ đây đến nay, Xóa Đen là người có tính cách hướng nội, trầm mặc và ít nói. Xóa Đen giải thích: con người đều sẽ thay đổi mà. Hai người một trước một sau tiến vào cao ốc công ty, đi thẳng tới văn phòng Bin Hill. Đại đương gia muốn uống chút gì không?
cà phê hay là trà? Minh Hiếu khách khí dò hỏi. Trà đi, Lý Vũ tùy tiện dặn dò. Minh Hiếu tự pha hai tách trà cho anh và Xóa Đen rồi ngồi xuống. 90% sản nghiệp nhà họ Khương đã bị khoa kỹ thuật Vân Dương nuốt chửng. Ngoài ra tôi đã mời một đoàn đội ở nước Lão Hưng tới giúp đỡ tiếp nhận lĩnh vực liên quan trước đó của nhà họ Khương. Trước mắt tiến triển không hề tệ, thời gian nhiều nhất nửa năm Lão thể hoàn toàn ổn định rồi. Lý Vũ không hiểu nhiều về thương nghiệp nhưng cũng nghe được mọi thứ đang phát triển theo chiều hướng tốt. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, mời vào. Nhà nắm Minh Hiếu vừa vang lên, Diệp Quân Thành cầm trong tay một phần túi hồ sơ đi đến. Lý Vũ hờn ra, bật thốt lên, sao cô cũng ở đây chứ? Tập đoàn Lâm Trịnh chúng tôi đã tiến hành hợp tác khoa học kỹ thuật Vân Dương để tìm bàn bạc công việc, cho nên tôi giờ địa điểm công ty làm việc tới Tuyên Thành. Diệp Quân Thành cười giải thích một câu. Lý Vũ cái hiểu cái không, gật đầu, thì ra là thế. Đúng rồi, Diệp Quân Thành chuyển đề tài. Ông và tôi bảo tôi sau này gặp được anh thì nói một tiếng cảm ơn thay ông ấy. Ba anh có thời gian thì tới nhà Diệp gặp ông ấy một tí. Ông ấy có mấy lời muốn nói với anh. Ông cụ Diệp có lời gì muốn nói với anh chứ? Chuyện này Lý Vũ thật sự còn chưa nghĩ tới. Bụp! Diệp Quân Thành đặt túi hồ sơ trong tay trước mặt Lý Vũ rồi lập tức quay người muốn rời đi. Đây là cái gì chứ? Lý Vũ nghi ngờ hỏi. Diệp Quân Thành dừng bước quay đầu ra vẻ thần bí. Tự anh mở ra xem thử đi, chẳng phải sẽ biết sao? Nói xong, cô ta lập tức đi ra ngoài. Lý Vũ nghĩ không ra nên trước tiên mở túi hồ sơ ra, bên trong là một sắp tin tức và tài liệu. Nhìn nước này cũng xem không hiểu bên trong với cái gì. Vẫn là sau khi Minh Hiếu xem dùng anh một phen mới giải thích. Đại đơn gia, đây là toàn bộ thông tin giới thiệu của hơn một chục công ty, bao gồm thời gian thành lập và lĩnh vực liên quan cùng giới thiệu rất rõ ràng. Lý Vũ vẫn chẳng hiểu cái gì, không biết Diệp Quân Thành cho mình những thứ này làm gì chứ. Anh vốn định đuổi theo hỏi cho ra lẽ, cũng may Minh Hiếu bổ sung tiếp. Mấy công ty này đều dưới trướng tập đoàn Tần Thị nước Hoa Hạ. Tập đoàn Tần Thị sao? Lúc này Lý Vũ mới hiểu ý của Diệp Quân Thành. Thời gian anh tới nhà Tần tuyên chiến, mặc dù chỉ có mới mấy tiếng nhưng người nên biết cũng đã biết rồi. Mà hành động này của Diệp Quân Thành không khác tỏ thái độ đứng về phía nhà Lý. Cùng lúc đó, nhà Ninh ở Hoàng Thành, Tần Chấn từ trên xe bước xuống, Ninh Vũ Cường tự mình tự nói tiếp. Tôi nói, Lão Tần ông, hôm nay ngọn gió nào thôi ông, tới nhà Ninh chúng tôi thế. Ninh Vũ Cường cười ha hả, giả vờ ngây ngô. Còn không phải đã lâu không được gặp con bé Ninh Hà sao, hôm nay đúng lúc rảnh rỗi nên tôi tới. Tần Chấn cười lấy lệ. Hai người đều là Lão Hồ Ly, đều có thể đoán được tâm tư của đối phương, nhưng đôi bên đều không nói ra mà lá mặt lá trái gần nửa ngày. Một lát sau, Ninh Vũ Cường và Tần Chấn ngồi ở đình nghỉ mát trong sân. Người giúp việc bưng một bình trà ngon tới, có tập từng ly từng tí, rót cho mỗi người một tách. Được rồi, nơi này không có chuyện của các người nữa, đi đi. Ninh Vũ Cường xua tay, bảo là quản gia cùng mấy người giúp việc đi ra ngoài. Tần Chính cũng phát tay, ra hiệu cho cảnh vệ viên của mình ra ngoài chờ mình. Lúc này hai lão hồ ly mới đi thẳng vào vấn đề. Tần Chính nhấp một hớp trà, thản nhiên nói. Chuyện của Hạo Nhiên nhà tôi chắc ông cũng biết. Ninh Vũ Cường nhấp một hớp trà nhưng không nói lời nào. Chờ đối phương nói tiếp. Từ nhỏ Ninh Hà thông minh hiểu chuyện, cũng là thanh mai trúc mã với Hạo Nhiên nhà chúng tôi. Tôi cũng không quanh co lòng vòng nữa, hôm nay tôi đến là muốn để cho con bé làm cháu dâu của tôi. Nếu như ông đồng ý, vị trí đô thống của thành Soái Danh sang năm, nhà Tần chúng tôi sẽ dốc hết sức ủng hộ Thiên Hâm nhà các người. Tần Chấn nói xong thì để chén trà xuống chờ đối phương cho mình đáp án. Ninh Vũ Cường cười khổ vài tiếng. Lão Tần à, xứng lễ này của ông quá lớn, theo lý thuyết tôi vốn không lý do gì từ chối ông. Thế nhưng nên đến đây ông ta khẽ thở dài một cái. Cuối năm ông ta sẽ lui xuống, nên như con trai Ninh Thiên Hâm của ông ta sang năm không thể lại làm đô thống, và đời này cũng đừng mong tiếp nhận vị trí chủ soái của thần sách quân ông ta. Cho nên trước mắt hứa hẹn với Tần Chấn đưa ra với nhà Ninh bọn họ mà nói, vốn chính là không thể từ chối sức quyến rũ. Chỉ tiếc tầm nhìn của ông ta xa hơn một chút. Bữa sáng Chu Hoàng Kiệt mới bị Long Chủ tự mình khai trừ, sau đó chính là Lý Vũ, gần đây danh tiếng nhất thời có 102, tới nhà họ Tần tuyên chiến. Mà mọi người đều biết năm đó trên chiến trường, Long Chủ Tô Cảnh Hoa và Lý Đình Quốc là anh em sống chết, có thể giao phía sau lưng cho đối phương. Người sản xuất cũng nhìn ra được, hoặc chính là Long Chủ muốn động vào nhà Tần, hoặc là Long Chủ toàn lực ủng hộ nhà Lý. Tại nơi đầu sóng ngọn gió này, nếu như nhà Đinh tham gia vào, đến đó có thể toàn thân trở ra hay không, thực sự là một ẩn số.
cho nên Ninh Vũ Cường không dám đánh cược. Tần Chính cười âm hiểm vài tiếng. Lẽ nên là nhà Lý có Long Chủ ủng hộ, lẽ nào ông cảm thấy nhà Tần tôi không có phương án dự phòng hay sao? Xe chưa khởi động, bên trong xe vô cùng yên mắng. Vì vậy giọng của Diệp Quân Thành vọng ra từ điện thoại để lọt vào trong tay Trần Tất Tuyết rõ mồn một. Trần Tất Tuyết nhìn vẻ mặt khó xử của Lý Vũ, khẽ nhíu mày. Bây giờ anh tin lời tôi nói chưa? Tin cứ gì mà tin. Lý Vũ mạnh miệng, không chỉ là mời tôi ăn một bữa cơm thôi sao? Điều này chứng minh được cái gì chứ? Tuy nói là vậy, nhưng trong lòng Lý Đại Đương Gia đã tin hơn phân nữa. Dù sao có là kẻ ngốc cũng phải nhìn ra một chút nguyên nhân khiến một cô gái chủ động mời đàn trai đi ăn tối. Thế bây giờ anh muốn hẹn hò chị Tiểu Thư hay về nhà dùng bữa tối cùng ông nội của tôi đây? Trần Tất Tuyết trầm trầm hỏi. Bầu không khí trong xe một lần nữa trở nên vi diệu. Việc này Lý Vũ xưa nay luôn làm kẻ quyết đoán, nhưng lần này anh lại có chút dao động. Nếu tới chỗ hẹn cùng Diệp Quân Thành thì Trần Tất Tuyết chắc chắn sẽ giận, nhưng nếu về nhà cùng Trần Tất Tuyết thì anh sẽ phải cho Diệp Quân Thành leo cây. Người kia nhất định sẽ hụt thẫng thất vọng. Mẹ kiếp! Lý Vũ thầm chửi tục trong đầu. Đang yên đang lành ăn cơm làm có mẹ gì chứ, không ăn một bữa cũng chẳng chết đói đâu. Đúng lúc anh đang ở trong tình thế khó xử, ba bóng người đột nhiên xuất hiện trước xe. Lý Vũ nhìn kỹ là ba cô gái. Trong số đó anh biết cô gái đeo mặt che mặt kia chính là Bạch Tố Y, thánh nữ Tiên Gia Cung. Có lẽ tối nay không thể ăn cơm được rồi. Lý Vũ làm ra vẻ tiếc nuối nhưng trong lòng thì vui mừng hân hoan cho sự xuất hiện đúng lúc của Bạch Tố Y. Lý Vũ xuống xe cười hỏi, Bạch thánh nữ có gì chỉ giáo? Lý Vũ, Phùng Định gia sư, tôi đã nên mời anh tới Tiên Gia Cung một chuyến. Bạch Tố Y vừa mới miệng đã thông báo mục đích của chuyến đi này. Lý Vũ đưa mắt đánh giá Thanh Phượng và Hóa Phượng đứng bên cạnh Bạch Tố Y, nhịp thở ổn định, chân trụ vững vàng thẳng tắp, vừa nhìn lại để biết cao thủ. Xem ra nếu không đi cùng các cô thì tôi sẽ không được rời đi một cách dễ dàng, đúng không? Anh biết vậy là tốt. Bạch Tố Y tỏ vẻ xem như anh biết điều đó. Nhớ tới cái lần ở núi Thương Nam, Lý Vũ tuy đã nhìn thấy dung nhan của cô nhưng lại vô tư không thèm quan tâm, làm cô cảm thấy bực mình mà không có chỗ trút. Lúc đó cô chỉ có một thân một mình nên không phải đối thủ của Lý Vũ. Nhưng lần này thì khác rồi. Có Thanh Phượng và Hóa Phượng đồng hành, cô tin chắc rằng cho dù Lý Vũ mạnh đến đâu cũng thế nào địch lại hai người cùng liên thủ, vậy chẳng có gì phải sợ. Cô về nhà trước đi, báo với ông Trần là lần sau tôi sẽ tới gặp ông ấy. Lý Vũ nói lời xin lỗi. Trần Tử Đức cũng cảm thấy ba người bà Tô Y không phải ý tốt. Cô lo lắng hỏi, anh đi cùng bọn họ tới chỗ nào? Nếu anh không muốn đi theo bọn họ thì tôi sẽ gọi cảnh sát đến đây. Cảnh sát sao? Bà Tô Y bật cười khinh thường. Đừng nói là cảnh sát, cho dù Long Tổ đích thân tới đây cũng đừng hòng ngăn cản Tiêu Gia Cung của cô. Không cần đâu, Lý Vũ xua tay ngăn cản. Tôi đi cùng các cô ấy một chuyến, hai ngày nữa sẽ trở về, không sao đâu, anh chắc chứ? Gương mặt Trần Tất Tuyết vẫn tràn đầy nét lo lắng. Lý Vũ thò đầu vào từ cửa sổ xe thì thầm bằng giọng đầy tự tin, mà họ không đã thương được tôi đâu, nhưng nếu cô cứ ở đây thì tôi sẽ bận lòng lo nghĩ cho cô, đến lúc đó có thể sẽ bất cẩn mà bị trúng chiêu, và nên bây giờ cô hãy rời khỏi nơi này đi để tôi khỏi phải lo lắng nữa. Lý Đại Đương Gia là bậc thầy trong việc dỗ dành đàn bà con gái. Nghe thấy Lý Vũ nói rằng mình là người khiến anh bận lòng, trái tim Trần Tâm Tuyết đập rộn ràng như nai con đi lạc. Lần đầu tiên chịu ngoan ngoãn gật đầu. Tôi về trước, anh nhất định phải cẩn thận nhé. Ok. Lý Vũ làm ra dấu ok. Trần Tâm Tuyết lập tức đạp chân ga nghênh ngang rời đi. Khi chiếc xe dần dần khuất bóng trên đường lớn, Lý Vũ lúc này mới quay đầu nhìn ba người bà Tô Y đang đứng đó hóng hớt. Các cô hết giá trị lợi dụng rồi, có thể cuốn xéo. Lúc này nét cười trên mặt anh đã biến mất, thay vào đó là sự khinh bỉ sâu cay. Bà Tô Y bỗng nhìn nhíu mày. Ý anh là gì? Chẳng phải hồi nãy anh đã đồng ý với bọn tôi, lẽ nào anh định đổi ý sao? Tôi đồng ý chuyện gì chứ? Lý Vũ tỏ vẻ mờ mịt không hiểu gì, hỏi ngược lại. Chẳng lẽ các cô không có lỗ tai sao? Tôi bảo các cô cuốn xéo đi. Thanh Phượng và Hóa Phượng lập tức biến sắc. Mặc dù Bạch Tố Y đeo màn che mặt nhưng chỉ nhìn ánh mắt cũng có thể nhận ra cô ta đã nói giật. Người trẻ tuổi, Thanh Phượng nói bằng giọng điệu khá ngạo mạn. Công chủ của bọn tôi đích thân mời anh thì anh phải cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Tôi khuyên anh đừng nên chơi với lửa, có ngày chết cháy đó. Thanh Phượng còn chưa kịp nói xong, Lý Vũ chỉ để lại một vệt ảo ảnh ở chỗ anh vừa đứng, rồi đã xuất hiện ngay trước mặt ba người kia. Cú vung tay quanh dấy lên một trận cuồng phong,
Luồng không khí dao động quá kịch liệt khiến da đầu và tô y cũng trở nên tê dại. Bốp! Thắng Phượng muốn ra tay nhưng đã quá muộn, bị tát một cú dữ dội, cả người văng ra xa. Thấy đồng bọn bị thương, Hóa Phượng dù rất sốc nhưng phản ứng vẫn khá nhanh nhẹn, dốc sức bổ một chưởng về phía Lý Vũ. Lý Vũ hoàn toàn không thèm quay đầu lại, chỉ từ từ đánh ra một quyền. Âm! Quyền và chưởng va chạm với nhau, Hóa Phượng nối gót Thanh Phượng bay ngược ra ngoài, nhưng cô còn bị học một ngụm máu tươi giữa ông trung. Rõ ràng là thương tích của Hóa Phượng nặng hơn Thanh Phượng. Toàn bộ quá trình tưởng chừng xảy ra rất chậm nhưng thực tế chỉ diễn ra trong một thoáng chớp nhoáng. Sắc mặt bà Tô Y đột ngột biến đổi, cô vừa tưởng rằng Lý Vũ sẽ tiếp tục ra tay xử lý mình. Trong ánh mắt cô ta không khỏi hiện lên vẻ kinh sợ. Bàn tay Lý Vũ do lên giữa không trung, trước cục cũng không đánh xuống. Tôi cảnh cáo cô một lần cuối cùng, đừng lên mặt ra vẻ trước mặt ông đây. Y do cung trách trâu bò sao? Có giỏi thì bảo công chủ nhà các cô tới đây xem tôi có thể tát chết bà ta hay không. Người này thực sự thể hiện hai từ phách lối một cách vô cùng đặc sắc sống động. Tát 103 chữ môn tam đại thánh địa, không ai nói sau này sẽ chẳng có kế nào làm như vậy, ít nhất thì chưa có. Trong đôi mắt bà Tô Y rưng rưng như một dòng sông, như thể chỉ khẽ chớp mắt là nước mắt sẽ trào ra. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng bị ai sỉ nhục như vậy, hơn nữa cũng chưa từng nếm trải mùi vị sợ hãi. Vừa rồi cô thực sự rất sợ, sợ Lý Vũ tát cô. Bởi vì đôi mắt mấn lệ đó nên Lý Vũ mới dừng tay kịp lúc. Biến đi, biến đi. Lý Vũ tỏ vẻ chán ghét thúc giục cô. Ông đây không thừa thời gian chờ với các cô. Nói xong anh toàn bỏ đi. Không ngờ bà Tô Y lại đảo bước đuổi theo, níu lấy cánh tay anh. Cầu xin anh đó hãy tới kia cùng với tôi một chuyến đi. Lần trước ở núi Thương Nam, cô đã tỏ ra kém cỏi vô năng trước mặt sư phụ, vì vậy mới vứt bỏ thể diện của một thánh nữ để cầu xin Lý Vũ. Hay à, cô bị làm sao thế chứ? Nam nữ thù thù bất tương thân, cô không biết sao, mau buông tay tao ra. Lý đại ứng gia là cứu người ăn bệnh không ăn cứng. Vừa rồi ba người Bạch Tố Y quá tỏ ra vẻ kiêu căng phách lối nên anh mới ra tay dạy dỗ.